DSP lập trình chống hú. Dàn lập trình chống hú ha. Có chỉnh bass chết. Cơ cái chỉnh bass chép ha, bass chép này. Có livestream này. Cổng live này, monitor này, one monitor này. Thì đối với cái khối line này đó, chỉ có một ngõ line thôi. Thì điện thoại mình đã bắt Bluetooth rồi. Thế do vậy mình chỉ cần làm một cổng line thôi. Cổng line kết nối với điện thoại ha. Điện thoại phát livestream. Đó. Mình số anh em thấy là một có một số dạng mạch khác nó có hai cổng line. Thì đối với cái mạch này thì cái cổng line khác á nó để kết nối Bluetooth rồi, xem như điện thoại mình kết nối Bluetooth rồi ha. Ok. Hay chỉnh tai nghe này ha, con chỉnh tai nghe này. Nguồn sung. Nguồn sung. Thì đối với cái mẫu mạch này mình có thể sử dụng điện 220 hoặc là bình ắc quy. Đây mình đang kết nối với bình này, bình cấp vào đây. Ok chưa? Đây có ngõ kết nối với led nháy theo nhạc này. Đây cái cổng này là cổng kết nối với TV nè. Thì khi mình kết nối với TV thì mình chuyển mode. Chuyển mode. Này chế độ FM nè. EUH á là kết nối với TV đó, chế độ live in á. Mình có đèn báo dung lượng bình ắc quy nè ha. Ắc quy nè. Hoặc có thể là cái đèn tại đây. Thì khi sạc và khi mà đầy thì nó chuyển trạng thái led ba chân này, ha. À. Thì đây là cái mẫu mạch chạy IC-Z8673 công suất 130W, cho phép mình tải lo 3 tắc đơn hoặc 2,5 tắc đôi. Có boot áp lên nha, boot áp lên. Con này nó chạy đến 30V. Thì phải boot up lên, bình ắc quy boot up lên. Này ngõ ra lo nè, ngõ ra lo. Thì đối với cái mẫu mạch này cho phép này ngõ ra lo nè. Cho phép mình kết nối lo đơn hoặc lo đôi đều được hết ha. Như sao mình kết nối cho nó phù hợp với công suất của mạch đúng trở kháng. Trở kháng từ 4 đến 8 thôi. Đó. IC công suất là giữ miếng nhôm tản nhiệt ha. Có tên là C867B. Đây là dạng DSP lập trình. DSP lập trình. Thì cái tiếng kè của nó là nó khác với cái dạng ECO trước đây truyền thống ha. Thì tiếng kè nó sẽ mịn màng ha. Mượt ha. Đó. Thì khi các anh em chỉnh cái ECO này nè. Tối đa thì nó sẽ thiên về ECO. Đó. Mà chỉnh giảm gì thì nó gần giống như tiếng reverb ha. Mà có phần mic bass, mic chép này. Cổng guitar điện này, guitar điện chỉnh volume guitar đây. Này cổng micro, thì cái cổng này là không cần phải sử dụng ha. Đó. Vì ở đây mình đang cắm bình, cắm điện 220 thì vô nó sẽ sạc bình luôn. Đó. Nếu không có bình thì sử dụng điện 220. Ví dụ như sau này cái nguồn sông này nó bị trục trặc hay sau đó thì mình chỉ việc là sao mình sử dụng một cái nguồn adapter rời bên ngoài 15V. Đó. Chỉ cần 2A là đủ sạc bình rồi. Đó. Còn nếu mà để chạy điện trực tiếp thì 8A đến 10A này lấy ha. Thì mấy chỗ này là nhiều anh em là không chưa hiểu kỹ rõ này. Đó. Chưa có hiểu kỹ rõ nên là mình cũng nói thêm về cái phần này ha. Đó. Thì đối với phần micro là thường lắp sai nhiều nhất này. Đó. Thì đối với cái mẫu mic bên mình thì mạch bên mình thì nó đã hiểu rồi, chỉ việc cắm qua thôi. Đó. Còn đối với cái dạng mic khác thì cái thể sơ độ chân nó sẽ khác không giống, thì buộc lòng mình phải kiểm tra chân, mình kết nối cho nó đúng ha. Ok chưa? Thì khi mua ba mạch này mình sẽ kèm một dây nguồn 220,
dây micro đầy đủ hết ha, dây micro đầy đủ, dây kết nối với bình và một dây kết nối với lo, mở ra lo cao. Rồi bên trong kết cấu của mặt này, mặt thiết kế gọn gàng chắc chắn đẹp ha. Thì đây sử dụng cho mình, sử dụng cho những cái lo mà ba tấc mà dạng cần bắt mạnh á thì mình sử dụng nối mạch này ha, còn bắt nhẹ thì không cần tới cái mạch này ha, công suất nó lên tới 130W ha. Hoặc là 2 tấc đôi, 2,5 tấc đôi đó, đánh căng luôn ha. Ok, thì mình giới thiệu về cái mẫu mạch CS867BE Livestream DSP lập trình chống hú ha. Có mic bass chỉnh bass chất mic ha. Nguồn sông. Thì mình sẽ test trong video sau ha. Đây là phần giới thiệu hướng dẫn thêm về cái cách kết nối chọn loa cho phù hợp. Ok, kết thúc video tại đây ha.